Phát hiện lỗ hổng nguy hiểm, Ukraine tấn công cứ điện Nga cảnh báo chính quyền Putin. Các bạn thân mến, trong đêm giao thừa, Ukraine đã tiến hành một vụ tấn công chết người vào cứ địa thành phố Makivka tại Donetsk, gây ra thiệt hại bất ngờ cho chính quyền ông Putin. Điều này đã khiến không chỉ người nhà binh sĩ mà còn toàn bộ dư luận đã lên tiếng chỉ trích. Họ cho đó là sai lầm của các chỉ huy khi không kiểm soát tình hình chiến sự. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ việc trên có thực sự là như vậy? Liệu đây có phải một bước lùi của Nga trên chiến trường hay không? Hãy cùng TB Chance tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngày 2 tháng 1, đài Russia Today dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 tên lửa từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đã dội xuống căn cứ của Moscow tại thành phố Makivka, thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở Donetsk. HIMARS là hệ thống khí tài hiện đại được cho là thay đổi cục diện chiến trường Mỹ cung cấp cho Ukraine. Quan chức của Cộng hòa Donetsk tự xưng, một trong 4 vùng của Ukraine sáp nhập vào Nga cuối năm ngoái, cho biết đợt tấn công nhằm vào một ngôi trường mà binh lính Nga đang đồn trú. Nó diễn ra vào thời điểm giao thừa, đúng khoảnh khắc 0 giờ 01 phút ngày 1 tháng 1 năm 2023, khi các binh sĩ đang ăn mừng năm mới. Lực lượng Nga đã đánh chặn được 2 tên lửa, 4 tên lửa còn lại đã đánh trúng căn cứ. Một video chưa được xác minh về hậu quả của vụ tấn công ở Makivka cho thấy tòa nhà khổng lồ chỉ còn đống đổ nát bốc khói. Riba, một tài khoản blogger ủng hộ quân đội Nga cho biết, địa điểm bị tập kích là khu ở tạm của khoảng 600 lính động viên nằm cạnh một kho đạn. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng xác nhận đợt tấn công của 4 tên lửa với đầu đạn có sức nổ mạnh và chốt triển khai tạm thời khiến 63 quân nhân Nga thiệt mạng. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tuyên bố của phía Ukraine cho rằng khoảng 400 quân nhân Nga tử vong và 300 người khác bị thương. Đây là động thái gần như chưa có trong tiền lệ bởi trước đó, Nga rất ít khi công bố số binh sĩ tử trận trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cho đến sáng ngày 4 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo con số binh sĩ Nga tử nạn đã tăng lên ít nhất 89 người, trong đó bao gồm cả phó chỉ huy đơn vị khi nhiều thi thể được kéo ra từ đống đổ nát của trường dạy nghề. Bộ này đồng thời cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho người thân và gia đình của các binh sĩ đã hy sinh. Thống đốc Samara Dmitry Ararov nói rằng trong số các nạn nhân có cư dân trong khu vực của ông, đồng thời cho biết thêm rằng một đường dây nóng đã được thiết lập cho người thân của họ. Một thông báo trên mạng xã hội đã kêu gọi người Nga quyên góp quần áo, thuốc men và thiết bị cho những người sống sót sau cuộc tấn công. Một thông báo khác cho biết cư dân ở 4 thành phố trong khu vực Samara, Totali, Siran và Novokuypisek sẽ tập trung vào ngày 3 tháng 1 để tưởng niệm các binh sĩ. Họ đặt vòng hoa ở trung tâm Samara, sau đó tổ chức các cuộc tuần hành tưởng niệm. Hãng thông tấn AIA Novosti dẫn lời người đại diện hội đồng phụ nữ tại một đơn vị quân đội khi kể về một cuộc tuần hành cho biết đã 3 ngày bà không ngủ, thành phố Samara cũng không ngủ. Họ liên tục liên lạc với vợ của các chàng trai. Điều này thật khó khăn và đáng sợ. Dẫu vậy, bà cho rằng nước Nga sẽ không thể gục ngã, đau thương sẽ đoàn kết họ lại. Nga sẽ không tha thứ và nhất định chiến thắng sẽ thuộc về chính quyền Moscow. Đối với giới quan sát, cuộc không kích của Ukraine chính là đòn ăn miếng trả miếng từ phía Kiev sau loạt vụ tấn công của Nga vào các thành phố của họ. Chuyên gia Ramani nêu bật sự kiện Makivka là thành trì của lính quân dịch Nga. Việc số lính này bị thương vong nặng nề sẽ có ảnh hưởng to lớn trên công luận Nga, gây khó khăn cho giới lãnh đạo tại Moscow. Và trong thực tế, mọi việc đã diễn biến theo chiều hướng đó. Ngay sau khi những thiệt hại mà Ukraine gây ra tại căn cứ Makivka được công bố, chính quyền và quân đội Nga đã phải đối mặt với cả một làn sóng chỉ trích nội bộ. Giới chỉ huy quân sự Nga là thành phần bị đả kích đầu tiên. Theo hãng tin Pháp AFP, cựu lãnh đạo phe ly khai thân Nga Igor Chekhov rất am hiểu tình hình trên chiến trường, đã lập tức lên tiếng tố cáo giới chỉ huy quân đội cất giữ đạn dược ngay tại nơi có đông đảo quân lính, khiến số người chết cao như thế. Archanges Shpetnazi, một blogger quân sự người Nga có hơn 700.000 người theo dõi trên Telegram, đã viết: "Những gì đã xảy ra ở Makivka thật kinh khủng." Nhà bình luận này tố cáo: "Ai đã nghĩ ra ý tưởng bố trí số lượng lớn binh sĩ trong một tòa nhà, nơi mà ngay cả một kẻ ngốc cũng hiểu là khi bị chúng pháo kích sẽ có rất nhiều người chết hoặc bị thương." Đối với blogger này, giới chỉ huy quân sự Nga không thể coi thường việc đạn dược được cất giữ một cách lộn xộn trên chiến trường. Hãng AFP trích lời ông Andrei Medvedev, phó phát ngôn viên nghị viện thành phố Moscow, phê phán: 10 tháng sau khi bắt đầu chiến tranh, việc coi kẻ thù là một kẻ ngốc không nhìn thấy gì là một điều nguy hiểm và là một tội ác. Igor Gurkin, cựu chỉ huy lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, một trong những blogger quân sự theo dân tộc chủ nghĩa nổi tiếng nhất của Nga, thoạt đầu cho biết số người chết lên tới hàng trăm người, sau đó đã chỉnh sửa lại để bao gồm cả những người bị thương trong con số đó. Theo nhân vật này, đạn dược đã được cất giữ tại địa điểm và các thiết bị quân sự của Nga ở đó không được ngụy trang.
Ông Grigory Karasin, một thành viên của Thượng viện Nga và là cựu Thứ trưởng Ngoại giao, đã yêu cầu trả thù Ukraine và những người ủng hộ Liên minh quân sự NATO của nước này, nhưng cũng yêu cầu có được phân tích nội bộ chính xác về vụ việc. Đồng quan điểm, ông Sergei Mironov, một nhà lập pháp và cựu chủ tịch Thượng viện Nga, đã yêu cầu trách nhiệm hình sự đối với các quan chức đã cho phép tập trung quân nhân trong một tòa nhà không được bảo vệ và tất cả các cơ quan cấp trên không cung cấp mức độ an ninh thích đáng. Trên mạng xã hội, một số người đã cáo buộc chính quyền cố tình hạ thấp số người chết. Trên Verkhonest, mạng xã hội chính của Nga, một người Nga tên Nina Venik đã viết: "Chúa ơi, ai sẽ tin vào con số 63 người chết? Tòa nhà đã hoàn toàn bị phá hủy." Đối diện với làn sóng mạnh mẽ này, chính quyền và quân đội Nga đã lập tức vào cuộc để điều tra nguyên nhân sự việc. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Sergei Sherifkov tiết lộ với các phóng viên rằng thủ phạm dẫn đến vụ tấn công gây thương vong lớn đêm giao thừa là việc các binh sĩ sử dụng điện thoại cá nhân trong tầm bắn đối phương. Tướng Sherifkov nhấn mạnh, rõ ràng nguyên nhân vụ việc là do các quân nhân đã kích hoạt và sử dụng điện thoại cá nhân tập thể, điều vi phạm lệnh cấm trong tầm bắn vũ khí hủy diệt của đối phương. Yếu tố đó đã cho phép kẻ thù xác định tọa độ vị trí của các quân nhân để chuẩn bị tấn công bằng tên lửa. Phát biểu trên của ông Sherifkov đã cho thấy lỗ hổng nguy hiểm mà Nga cần phải khắc phục nếu muốn tránh những vụ việc tương tự lặp lại trong tương lai. Trên thực tế, nhiều chuyên gia đã từng cảnh báo về mối nguy hiểm khi binh sĩ sử dụng thiết bị cá nhân hiện đại trên chiến trường trong bối cảnh đối thủ đang ngày càng nâng cao năng lực tác chiến điện tử nhằm dò tìm, truy vết thông qua tín hiệu. Tháng trước, Tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ David Berger từng thừa nhận, việc các công nghệ mới được sử dụng trên chiến trường đã khiến quân đội Mỹ phải suy nghĩ lại về phương pháp tác chiến nếu đối mặt với một đối thủ sở hữu công nghệ tiên tiến. Theo ông Berger, từ cuộc xung đột Nga và Ukraine, một điều mà ông có thể rút ra là các thiết bị điện tử đang phát đi nhiều thông tin hơn chúng ta nghĩ. Tướng Mỹ cho rằng nguy cơ rò rỉ tín hiệu điện tử đặc biệt nghiêm trọng trên chiến trường, vì đối thủ có thể tận dụng những điều này để định vị chính xác nơi đóng quân của phía bên kia, nghe lén các cuộc trao đổi và thậm chí là tấn công. Ông Berger nhận định, công nghệ hiện đại đang kéo theo những rủi ro ngày càng lớn hơn vì mỗi lần bạn bấm nút, bạn đang rò rỉ tín hiệu. Với các binh sĩ trẻ, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác là một phần của cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, việc ngăn chặn bị rò rỉ tín hiệu trên chiến trường đối với nhóm này sẽ đòi hỏi họ phải thay đổi một số thói quen. Tướng Mỹ nhấn mạnh, họ không nghĩ nhiều khi bấm nút, đó là việc họ làm hàng ngày. Giờ đây chúng ta phải dừng việc này lại và nói với họ rằng điều đó là rất tồi tệ. Nó có thể khiến bạn mất mạng, hãy tắt điện thoại đi. Họ sẽ nói rằng, tôi sẽ không chạm vào đó, tôi sẽ chỉ để nó bật lên thôi. Điều đó cũng không được, vì điện thoại di động có những bộ phận mà chúng ta chưa hiểu hết nên vẫn có nguy cơ rò rỉ tín hiệu. Theo các chuyên gia quân sự, việc binh sĩ sử dụng điện thoại di động đã trở thành một yếu tố dễ gây tổn thương cho Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái. Tình báo Ukraine đã nghe lén được một số cuộc trò chuyện của binh sĩ Nga thông qua điện thoại cá nhân không được bảo mật. Ukraine cũng đã truy vết được vị trí của quân nhân Nga và thực hiện các vụ tấn công, giống như vụ hôm 1 tháng 1. Vụ tấn công của Ukraine đã cho thấy mức độ nguy hiểm của thiết bị tác chiến điện tử. Đây là các vũ khí không có thuốc súng, không gây thương vong trực tiếp, nhưng chúng có thể mang lại tác động rất lớn, trở thành nắm đấm vô hình trên chiến trường hiện đại bởi độ chính xác và hiệu quả cao. Do vậy, các cường quốc quân sự rất coi trọng việc phát triển và ứng dụng các nền tảng tác chiến điện tử. Trong vài năm qua, Nga đã triển khai các hệ thống tác chiến điện tử có khả năng làm mù máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không, vô hiệu hóa các tên lửa hành trình và máy bay không người lái của đối phương. Hải quân Nga được cho là đã làm nhiễu tín hiệu điện thoại di động khi nước này tiến hành hoạt động chiếm đóng, sáp nhập bán đảo Crimea từ tay Ukraine vào tháng 2 năm 2014. Thời gian gần đây, trên chiến trường cũng liên tục xuất hiện những loại khí tài sử dụng công nghệ tác chiến điện tử như UAV tích hợp AI, phần mềm Delta ảo theo dõi bước tiến kẻ thù, robot chiến đấu. Trên đây là những cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Team BTS nâng tầm kiến thức. Nhớ ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Và hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.